để tạo nhịp cầu yêu thương, một chương trình ca nhạc mang chủ đề Hát cho tình yêu, Stop the Hate, sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 8 năm 2023 vào lúc 7 giờ tối tại Garden Grove Amphitheater, 12762 Main Street, Garden Grove, Cali, 92840. Chương trình ca nhạc hoàn toàn miễn phí, vào cửa tự do và được bảo trợ bởi tổ chức bất vụ lợi Bên Em Đang Có Ta. Cửa bắt đầu mở vào lúc 6 giờ 30 phút chiều. Chương trình cũng được phát trực tiếp live trên đài truyền hình SPTN vào lúc 7 giờ tối. Chương trình có sự tham dự của các ca sĩ nổi tiếng tại hải ngoại: Nguyễn Hồng Nhung, Y Phương, Thiên Kim, nhạc sĩ Trúc Hồ, Sĩ Đan, Thế Sơn, Lâm Nhật Tiến, Nguyên Khang, Đoàn Phi, Việt Khang, cùng với sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ người Nam Hàn Scorpio. Xin mời quý vị đến tham dự. Xin trân trọng kính chào quý vị đang đến với chương trình Diễn đàn Chính luận thuộc hệ thống truyền hình SBTN. Tên tôi là Phạm Văn Nam. Thưa quý vị, hôm nay nhà báo độc lập Đoàn Trực sẽ trở lại với chúng ta để chia sẻ một cái đề tài mà chúng ta cũng đã nhìn thấy hàng ngày, và cũng nếu mà không nhìn thấy thì cũng có để ý đọc báo thấy những cái tin tức, những cái bài tường thuật về cái cuộc sống của những người tư bản đỏ, và đặc biệt là những người tư bản đỏ ở bên Việt Nam qua Hoa Kỳ mua nhà cửa, mua đất đai, chạy trốn trên đường xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị, trước khi chúng tôi chào đón nhà báo độc lập Đoàn Chính Trực thì chúng tôi xin được chia sẻ một vài cái con số. Thưa quý vị, cái giá trung bình của một ngôi nhà tại Hoa Kỳ hiện giờ là khoảng trên dưới 400.000 đô la. Và cái lợi tức trung bình mỗi đầu người của người Hoa Kỳ thì khoảng 40.000 đô la một người một năm. Thì giá nhà 400.000, lợi tức 40.000 một năm thì 10 năm thì một người Hoa Kỳ nếu mà để dành dụm không, mình bảo là không có tiêu xài gì cả, thì coi như là 10 năm có thể mua được cái nhà. Lợi tức đầu người trung bình của Việt Nam bây giờ, thưa quý vị, trên dưới thì đúng hơn, nhưng mình cũng nói cho nó có vẻ dễ dàng, là 4.000 đồng một năm. 4.000 đồng một năm và giá nhà tại Hoa Kỳ là 400.000 một năm, tức là phải mất, thưa quý vị, mình làm con toán, mình thấy rõ ràng 4.400, tức là 100 năm. Vậy thì thưa quý vị, tiền của ở đâu mà những người ở bên Việt Nam, những người tư bản đỏ ở bên Việt Nam có thể bỏ qua bên Mỹ để mà mua nhà? Và cái sự kiện mà những người tư bản đỏ ở Việt Nam, ở Trung Cộng và nhiều nơi khác sang Hoa Kỳ mua nhà cửa đất đai, nó có những ảnh hưởng gì đến những người sinh sống tại Hoa Kỳ như chúng ta đây? Xin chào mừng Đoàn Chính Trực. Rất là cảm ơn Trực đã trở lại với Diễn đàn Chính luận thêm một lần nữa. Xin chào anh Nam. Xin kính chào quý vị khán thính giả của SBTN. Rất hân hạnh được gặp quý vị hôm nay. Thì thưa quý vị, là thế giới luôn biến đổi. Thì gần đây chúng ta qua truyền thông chúng ta biết được là Cuba chẳng hạn cho Trung Cộng mở căn cứ để tham tính Hoa Kỳ. Như vậy là tình hình Cuba đang căng thẳng. Thì quay trở lại Hoa Kỳ thì tình hình lại càng căng thẳng hơn, là giá nhà lên và không thấy có dấu hiệu xuống. Và giá nhà bây giờ đó là quá sức của một trung lưu. Thì như quý vị đã biết đó là giá nhà thì thị trường Mỹ thường lên và xuống. Khi lên thì những cái người mà đầu tư đó thấy là lên, giá lên thì họ sẽ mua vô. Và khi xuống thì họ sẽ bán ra. Thì đó tạo ra chu kỳ lên xuống. Mà lần này đó là lên mà hơi lâu, tại vì lần trước đó là bong bóng địa ốc vỡ là 2008. Đến nay 2023 là 15 năm rồi mà không thấy có dấu hiệu xuống. Tại sao vậy? Thì trong kỳ này đó là nó có một cái vấn đề nữa là có ngoại quốc, yếu tố ngoại quốc. Thì trong 10 năm qua đó là con số ước lượng lên tới hơn 1.000 tỷ tiền từ ngoại quốc đổ vào để mua bất động sản Hoa Kỳ, trong đó đứng đầu là Trung Quốc và là có và có cả Việt Nam nữa. Thì anh Phạm Anh Nam, anh nghĩ là nếu 1.000 tỷ như vậy đó thì ảnh hưởng thế nào đến thị trường nhà đất của Hoa Kỳ?
mình sẽ bàn thêm về cái vấn đề đó. Một cũng như đúng như Trực nói đó, cái thị trường nhà ốc là nó theo cái luật cung cầu. Nếu mà cái cầu nó nhiều hơn cái cung, tức là những người ở nước ngoài đổ xô vào mua nhà, ở thì tốt, nhưng mà không ở thì nó làm cái giá nhà nó cứ tăng lên thôi. Thì bây giờ theo chỗ tôi biết đó, thì là Trực đang sống tại miền Nam Cali, rất là gần gũi với cái vùng Huntington Beach. Thì nhà cửa Cali là đặc biệt là một trong những nơi mà đắt nhất ở Hoa Kỳ. Như tôi vừa trình bày, cái giá nhà trung bình tại Hoa Kỳ là 400 ngàn một năm. Ở dưới Cali và đặc biệt là cái vùng Huntington Beach, 400 ngàn chưa chắc nó mua được cái nhà để xe. Và tại Huntington Beach cũng có những cái lời mình bảo là những cái dư luận cũng như những cái bài tường thuật của báo chí cho biết là trong những năm gần đây có một cái khu mà người Việt Nam ở bên Việt Nam đổ xô vào mua nhà. Thì Trực có thể cho biết, nhất là Trực là người ở đó, nghiên cứu cái thị trường ở đó, cho biết cái có một cái làng, một cái khu nào bảo là khu Việt Nam hay khu Việt Cộng ở trên Huntington Beach không? Dạ, thì Huntington Beach là một cái điểm rất đẹp, thành phố nhà giàu sát biển, thì nhà cửa an ninh rất là tốt. Thì rõ ràng là trong thành phố đó đã xây rất nhiều cái khu mới, thì rõ ràng đó là những người từ Việt Nam qua đây mua rất nhiều anh. Thì cái giá nhà ở đây đó, thì chẳng hạn như một condo 3 phòng thôi thì cũng có thể lên tới 1.300.000 rồi. Và những căn nhà bé tí thôi là cũng 1.300.000, 1.500.000 hoặc hơn nữa. Thì có một người chị họ của mình đó ở Huntington Beach, thì tình cờ đó là có một cái của lá thư của hàng xóm tên Việt, và vì cùng họ Nguyễn chăng, thì người đó lại người đưa thư lại bỏ lầm vào nhà của người chị họ mình. Thì thật thà thì chị họ mình đến cái nhà ở gần xóm đó thì thấy nhà đóng cửa không có ai ở cả. Thì bây giờ về nhà với tò mò với lên lên mạng với lại tra tìm cái tên, thì thấy là người này đó là đứng ở Việt Nam và đứng tên một công ty của Việt Nam và có nhiều bất động sản ở Orange County. Đó là tình hình là như vậy đó anh Hà Văn. Thì người một người địa ốc, bạn địa ốc của mình đó, thì nói là nhiều người Việt Nam qua đây đó là khách hàng của anh mà trả bằng tiền mặt một lần hàng triệu bạc, hàng triệu đô la, và nhờ anh quản lý luôn cả địa ốc của họ luôn. Đó, đó thì đó là tình hình của Orange County là như vậy đó. Thì mình thấy như Trực vừa trình bày đó, nhà cửa tại Orange County và đặc biệt là cái vùng Huntington Beach rẻ lắm, cũng có trên 1 triệu. Lợi tức đầu người ở bên Việt Nam là chỉ có 4-5 nghìn một năm, như vậy là phải mất đến chắc là 200 năm, 20 năm, 200 năm, mình cứ làm một toán rồi mình tính. Thì người Việt Nam lấy tiền ở đâu ra để mà mua những căn nhà như vậy? Mình là ở Hoa Kỳ, mình thấy mình làm việc vất vả cực nhọc, vay tiền có ngân hàng, ở trong khi người Việt Nam cứ qua đó mua trả tiền mặt, có cái từ gọi là dùng tiền tươi. Thì Trực nghĩ gì về cái điều mà tiền ở đâu mà họ có mang từ Việt Nam qua bên này? Thì cái này đó là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc lắm anh Nam ạ. Thì bây giờ đó thì nếu mà công bằng mà xét đó thì Việt Nam á trong những năm qua đó, 20 năm vừa qua đó là ăn nên làm ra, tức là có cái kinh tế lên, thì cũng có một số người nhỏ đó là mở công ty làm ăn, phải không? Nhưng mà cái lượng tiền này rất là lớn nè, là tiền tham nhũng. Thì nguyên cái tiền mà bán dầu đó ngoài khơi đó là một năm là nhiều tỷ rồi, rồi tiền tham nhũng từ đất đai, và gần đây nhất đó là tham nhũng những chuyến bay giải cứu mà thời kỳ Covid đó, thì cái tổng tiền số tiền mà tham nhũng là nhiều tỷ thì đó đó thì các quan chức làm gì có tiền thì cho con đi du học rồi mua nhà ở Mỹ hoặc là mua nhà đầu tư để kiếm lợi, hoặc là mua nhà để sau này á
an toàn, hạ cánh an toàn rồi lại qua Mỹ ở chẳng hạn như vậy. Thì theo anh Nam biết, anh Nam là chuyên gia về kinh tế tài chánh phải không nào? Thì câu hỏi đặt ra là làm sao mà chuyển được tiền bẩn thành tiền sạch, và làm sao mà chuyển qua được Mỹ, tại vì cái hệ thống giám sát tài chính của chính phủ Mỹ sau cái ngày về khủng bố đó, 911 đó, thì họ họ giám sát chặt lắm. Thì anh Nam có thể giải thích cho quý khán giả biết về điều vấn đề này được không ạ? Câu hỏi này là nó khó, tức là mình bảo là những cái hệ thống mà để mà rửa tiền, làm từ tiền bẩn ra tiền sạch, nó có rất là nhiều cách. Ngày xưa khi mà tôi làm ngân hàng, mỗi năm đều phải đi học một cái lớp, để mình nhận thấy những cái, mình bảo là những cái hình thức rửa tiền nó như thế nào. Nhưng mà nói một cách mình bảo là giản dị dễ hiểu, mua nhà cửa đất đai là hình thức rửa tiền căn bản số một. Bên Việt Nam mình mặc dù là họ kiểm soát cái lượng ngoại tệ gửi ra ngoài, nhưng mà cũng có những cái đường gửi tiền mình bảo là gửi lậu. Tôi đưa một ví dụ, mình có thể gửi tiền về cho bà con mình ở Việt Nam, mình gửi bằng đô la, mình ra ngoài cái chỗ cơ sở gửi tiền để mình gửi, mình đưa 1.000 đô la, người Việt Nam của mình, bà con của mình ở bên Việt Nam nhận tiền Việt Nam với trị giá là 1.000 đô la. Tôi đưa cái thí dụ cho nó dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái 1.000 đô la mà mình gửi nó đâu có chạy về Việt Nam, trong nhiều trường hợp chạy về nhưng mà trường hợp không chạy về, người ta để lại cái tiền đô la ở nước Hoa Kỳ, và những cái người muốn rửa tiền ở bên Việt Nam họ lại dùng tiền Việt Nam, họ đưa cho bà con mình, họ lấy tiền đô la ở bên Việt Nam có sẵn trong ngân hàng và dùng đó để mà mua nhà, cũng hoặc là để bỏ vào túi đưa cho người này người kia. Nó vắn tắt là như vậy. Nhưng mà hiện giờ, thưa với quý vị và với cái giả trực, Trung Cộng là một trong những cái nước rửa tiền nhiều nhất, cho các mình bảo là những cái vua trùm thuốc phiện ở bên Mỹ. Hiện giờ Trung Cộng và những ông trùm thuốc phiện ở bên Mỹ, ở Duyên Nam Mỹ đang hợp tác làm ăn với nhau để rửa tiền, từ tiền bán thuốc phiện, bán fentanyl thuốc độc giết người, cho đến những cái mình bảo là những cái chương trình buôn bán người của họ. Nói tóm lại, thị trường địa ốc nó là một trong những cái phương thức rửa tiền căn bản nhất cho những người muốn rửa tiền. Mình sẽ tạm ngưng một vài giây. Thưa quý vị, xin mời quý vị xem một số thông tin thương mại, và khi trở lại, quý giả đoàn chân trực và tôi sẽ chia sẻ thêm về những người tư bản đỏ và ảnh hưởng của họ tốt hay xấu đến thị trường địa ốc. Xin chào mừng quý vị đang trở lại với chương trình Diễn đàn Chính luận thuộc hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay nhà báo độc lập Đoàn Chính trực và chúng tôi xin chia sẻ một số nhận xét về thị trường địa ốc tại Hoa Kỳ, và nó bị ảnh hưởng gì bởi những người mang tiền từ Việt Nam, từ Trung Cộng hay những cái nơi khác đi qua Hoa Kỳ, chúng tôi tạm dùng là tư bản đỏ. Thì như chúng ta biết, thưa quý vị, không phải chỉ ở California tại quận Cam mà thôi, mà nhiều thành phố khác trên Hoa Kỳ, những nơi mà có đông đúc người Việt, đông đúc người Á Châu, thì những người tư bản đỏ đều đã có một cái phong trào mua nhà ở đó. Tại California, tại Houston, Texas, và ngay cả tại cái vùng tôi ở là Boston trên tiểu bang Massachusetts, chúng tôi cũng đã có dịp nhìn thấy, gặp gỡ những người mua nhà cửa mà đến từ Việt Nam hay từ Trung Cộng. Vấn đề đặt ra, thưa quý vị, mình có tiền mình mua nhà là rất là bình thường, chuyện rất là bình thường, và luật lệ Hoa Kỳ cho người ngoại quốc mua nhà một cách thoải mái, không có
không có khác gì như là người sinh sống tại Hoa Kỳ. Chuyện là chúng tôi muốn thưa quý vị và đang thưa với quý vị là những người từ Việt Nam qua mua nhà bên này, có một số người là làm ăn thành công qua những cái cơ sở làm ăn của họ, thì họ đầu tư bên Mỹ, họ đầu tư bên Pháp là chuyện không có gì để đáng nói. Nhưng mà ngược lại chúng ta thấy có những quan chức ở bên Việt Nam cũng đã đầu tư ở bên này. Chúng ta thấy con của ông cựu chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã mua mấy cái nhà ở bên California. Đó là những cái, mình bảo là những cái thí dụ điển hình lớn nhất. Lương lậu của các ông đó chỉ có 1-2 nghìn một tháng, một năm 15-20 nghìn, nhưng mà mua vài căn nhà cái nào cũng bạc triệu trở lên, thì cái tiền đó ở đâu ra? Hỏi tức là trả lời. Thì bây giờ xin hỏi lại với Trực thêm một cái chuyện mà mình đang nói dở dang đó, thì cái ảnh hưởng như thế nào với thị trường địa ốc, nó ảnh hưởng đến cá nhân của chúng ta, những người sinh sống thường xuyên mãi mãi tại Hoa Kỳ, nó có những cái ảnh hưởng như thế nào? Thì qua những cái điều mà Trực thấy đó thì nó ảnh hưởng như thế nào? Vâng, thì ảnh hưởng rất lớn anh, tại vì mua một căn nhà đó là cái mơ ước của nhiều người, tại vì cần có một cuộc sống riêng tư. Mà đối với giới trung lưu đó thì bây giờ là quá là khó khăn đi. Thì tại sao là như thế? Tại tôi đi làm ăn chân chính, tôi có siêng năng mà cũng không mua nổi một căn nhà. Thì lý do là nhà không có trên thị trường. Và có nhiều người bạn mình đó là với kể rằng là mua nhà mà cứ dành dật và trả lên, thì xét lại đó là nước ngoài đầu tư, mà như ở Việt Nam đó là một năm đổ vô Mỹ nhiều tỷ. Và chẳng hạn như năm 2017 chẳng hạn là con số là hơn 3 tỷ đô la. Thì nó cộng lại trong nhiều năm đó thì nó là một con số ảnh hưởng. Và nó, và những người Việt bên Việt Nam thích mua nhà ở quận Cam chẳng hạn, thì nó làm cái đẩy cái giá nhà lên cao lắm. Chẳng hạn giá nhà 500 ngàn đi ha, rồi thì lại trả lên 600 ngàn. 600 ngàn rồi thì chủ nhà gần đó muốn bán thì tôi sẽ bán nha 600 ngàn à. Rồi đẩy từ đó cái vòng vòng đẩy lên tới tiền triệu. Nó thì nó là nó gây ra khó khăn cho những người mà làm công dân bên này hoặc người Mỹ gốc Việt để đi mua. Tại vì mình là tiền của mình là tiền mồ hôi lao động chứ không phải là tiền tự nhiên trên trời rơi xuống, phải không nào? Thì đó là vấn đề nữa, đó là những người mà mua nhà đầu tư đó thì họ lại giữ nhà và nhiều khi không ở nữa. Thì mình có nói chuyện với một số người bạn mẹ đó thì họ nói là trời ơi thật là vô đạo đức, khi trong khi đó nhiều người mà không 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 có nhà đỡ mà có nhiều người bỏ trống. Tại vì những người mẹ đó quý vị, họ họ hay làm nghề xây dựng nè, nghề cắt cỏ nè, dọn dẹp nhà, để họ biết được cái tình hình lắm. Thì khi mà tra cứu trên mạng đó, mình thấy đó là ở nước Mỹ đó là tới 16 triệu căn nhà bỏ trống không có người ở, và ở Cali đó 1.200.000 căn nhà bỏ trống đó, đó thì đó lý do là nhà không có và người ta phải dành dật nhau để mà mua. Thì thật sự đó, mình thời gian gần đây đó mình có đi một số căn nhà open house để xem tình hình thế nào, thì rõ ràng đó là người bán thì ít mà người mua thì rất nhiều, và đi xem đi chảy hội. Mà những căn nhà ngày xưa đó quý vị, chẳng hạn như là nhiều người bán, bây giờ đó chỉ có là chẳng hạn như là cha mẹ chết để lại con cái hoặc là những người dọn đi bán xa. Thì mình thấy có một căn nhà ở thành phố Irvine đó, thì một giao rao giá là 1 triệu đó, thì hồ sơ ghi là có một người già đã chết vì lý do tự nhiên. Thì thường bình thường đó, những căn nhà thế này đó là khó bán lắm mà bán dưới giá thị trường. Mà rốt cuộc đó là căn nhà này bán ngay sau khi mở rất là rất nhanh, thì bán giá là 1.300.000 đó. Thì đó là cái ví dụ này cho thấy là tình trạng nó gọi là nó hiếm nhà như thế nào. Thì thị trường là của người bán và người mua phải giành giật nhau để mà mua đó. Thì không biết là thị trường ở bên Boston thì thế nào anh? Ở bên Boston nó cũng không khác gì ở bên Cali đâu. Ở bên Boston trong vòng 10 năm qua, đặc biệt là trước COVID, thì hơn một nửa những nhà cửa mà bán tại Boston, đặc biệt là những cái
ngôi nhà ở những khu sang trọng đều do người tư bản đỏ ở bên Trung Cộng trả tiền mặt. Và ngay tại trung tâm của thành phố của Boston, trong vòng cũng 5 năm qua, họ xây những cái tòa nhà rất là lộng lẫy, nguy nga lộng lẫy, những cái condo trung bình một cái là cũng phải trên dưới 1 triệu. Thì ban ngày thì mình thấy rất là đẹp, nhưng mà ban đêm đi ngang thì tối thui, không có ai ở cả. Thì hoàn toàn đồng ý với Trực là cái sự mua nhà của người ở nước ngoài, người ngoại quốc, mua mà không ở, nó đẩy cái giá nhà lên, làm cho chúng ta bị thiệt thòi. Và một cái điểm đó chúng tôi cũng được chia sẻ, đặc biệt là Việt Nam là một cái nước mình bảo là chậm phát triển, hoặc là không thèm phát triển, người dân nghèo. Khi mà cái mình bảo là tư bản, tiền tài ở trong nước chạy ra ngoài, thì cái người dân trong nước cũng bị thiệt thòi. Cái đồng tiền đáng lý ra phải được đầu tư trở lại trong cái nền kinh tế của nước nhà thì lại chạy qua bên Mỹ, thì đó cũng là một cái điều thất thoát tài nguyên cho quốc gia. Và một cái điều nữa chúng tôi thấy cũng rất là, mình bảo là ngược đời mỉa mai, tức là những người cộng sản luôn luôn tự hào với cái mình bảo là cái thành tích đánh cho Mỹ cút ngụy nhào của cộng sản, mà bây giờ họ, con cháu họ đều tìm cách chạy theo Mỹ, chạy qua Mỹ để mà sinh sống trong những vùng mà họ gọi là ngụy, để mà được hưởng những cái hay của nền kinh tế Hoa Kỳ, nhà cửa tốt, nhà cửa đẹp, khu tốt, rồi đồng thời vẫn được hưởng cái văn hóa từ thực phẩm ăn uống cho đến cuộc sống của người Việt Nam. Thì đó là một cái điều mà nó rất là buồn cười. Thì không hiểu là trong vòng 2 phút, mình còn khoảng 2 phút nữa, Trực nghĩ gì về cái sự việc mà họ cứ mắng mình là chạy theo Mỹ, trong khi họ lại bây giờ còn chạy theo hơn mình ngày xưa. Vâng, thưa anh Nam, thì từ lâu rồi tuyên giáo của Việt Nam vẫn nói là Mỹ, đế quốc Mỹ xâm lược, đế quốc Mỹ tư bản dạy chết, đế quốc Mỹ bóc lột và luôn luôn chống Mỹ. Thì như ông Thủ tướng Phạm Minh Chính qua Mỹ đó, thì ngay tại Bộ Ngoại giao nói là gì? Sòng phẳng, mẹ nó sợ gì? À, thì nghe thì gần đây nhất đó là chiến tranh Iraq đó, Việt Nam tổ chức biểu tình chống đế quốc Mỹ xâm lược, nhưng mà lại đầu tư qua đây, rồi thì người ta nói là nào, tiền ở đâu thì lòng ruột ở đó. Thì cái miệng thì chửi Mỹ nhưng mà lòng ruột đó thì ở bên Mỹ, tại vì đặt tiền ở đây, đặt cược ở đây, thì đó là nghĩ là mình nghĩ là những quan chức đó là chơi trò hai mặt, hoặc là người Mỹ gọi là double lie với anh nào. Rất cảm ơn Trực, mình cũng vừa hết giờ, thành thử là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Diễn đàn Chính luận. Xin hẹn gặp lại quý vị những kỳ sau, và xin hẹn gặp lại ký giả Đoàn Chính Trực trong những chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.